kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 7, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 bước vào ngày làm việc thứ hai, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Với sự có mặt của hàng loạt các tên tuổi du lịch tàu biển của thế giới trong thời gian qua, cảng Chân Mây đã khẳng định được vị thế của mình. Tuy nhiên, để thực sự khai thác tốt hơn cơ hội phát triển này thì Thừa Thiên Huế vẫn còn nhiều việc phải làm. Bộ Công an công bố dự thảo lần 2 thay thế thông tư 54 năm 2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để lấy ý kiến đóng góp của người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 bước vào ngày làm việc thứ hai. Dưới sự chủ trì của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Cải Vĩnh Tuấn và Nguyễn Thị Ái Vân, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Sau khi nghe Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cải Vĩnh Tuấn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7, kỳ họp đã dành phần lớn thời gian họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Huỳnh Trường Hợi nêu vấn đề. Theo quyết định 94 năm 2017 của Ủy ban nhân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà nước, kể từ năm 2019, giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với hộ dân cư, hộ kinh doanh tăng gần 50% so với năm 2018 và mức giá này được điều chỉnh tăng hàng năm theo lộ trình đến năm 2022. Cụ thể, đối với địa bàn thành phố Huế, mức tăng qua từng năm thấp nhất là 14.000 đồng một hộ, cao nhất là 43.000 đồng một hộ. Với mức tăng trên, nhiều hộ kinh doanh ở thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế cho là quá cao, chưa hợp lý. Giải trình vấn đề này, đại biểu Huỳnh Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, căn cứ vào luật phí, lệ phí, mức thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường trước đây chỉ để bù đắp một phần nhỏ chi phí, phần còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Việc chuyển từ phí sang giá có sự thay đổi khác biệt về cơ chế điều hành giữa phí và giá. Mức giá dịch vụ được tính toán trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí, giá thành của việc cung ứng dịch vụ theo cơ chế thị trường. Do đó, giá dịch vụ tăng so với mức thu phí trước đây là tất yếu. Trước đây chúng ta là toàn bộ bao cấp cả cái chi phí do ngân sách nhà nước đài thọ. Do đó khi đóng góp người dân thì đóng góp một mức độ. Nãy toàn bộ chuyển toàn bộ trách nhiệm về chi phí vận chuyển rác thải này qua cho người dân. Hay nói chính xác là ta chuyển từ giá qua phí từ phí qua giá là quan hệ mua bán. Nhà nước cung cấp dịch vụ vận chuyển công cộng bằng các lợi ích thì người dân trả tiền để được thực hiện cái này. Và ở đây cũng chỉ tính chi phí vận chuyển từ vận chuyển của nhà đến bãi để xử lý, chưa bao gồm chi phí phân hủy rác thải, chưa bao gồm chôn lấp và các cơ sở khác để đảm bảo vấn đề là xử lý này. Thì chúng tôi xin trao đổi nhân tiện đây, chúng tôi cũng xin là các vị đại biểu hội đồng, các cái tổ chức đoàn thể cũng là trao đổi thêm, giải thích thêm để làm rõ trách nhiệm của cái việc ban hành này. Trong cái quy chế khi xây dựng ấy, chúng tôi đã cùng ủy ban đã có rất nhiều hội thảo cũng trao đổi và quy định trách nhiệm ủy ban các huyện thì căn cứ vào giới này để ký hợp đồng với trung tâm là công ty dịch vụ công cộng để đảm bảo được cái lộ trình làm sao để không tạo ra cái chênh lệch quá lớn làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Cùng liên quan đến rác thải sinh hoạt, đại biểu Huỳnh Trường Hợi nêu câu hỏi: bãi chôn lấp rác Thủy Phương thị xã Hương Thủy sẽ đóng cửa vào năm 2020. Để đảm bảo xử lý nguồn rác thải khi bãi rác Thủy Phương đóng cửa, Ủy ban nhân tỉnh sẽ xây dựng nhà máy xử lý rác Phú Sơn như thế nào và khi nào đi vào hoạt động? Trả lời vấn đề này, đại biểu Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện nay trong phạm vi khu xử lý này đang triển khai thực hiện hai dự án, trong đó dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại Phú Sơn, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn thuộc khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, thực hiện theo phương thức kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư. Với một cái quy mô là diện tích đất khoảng 12 ha và công suất là khoảng 600 xử lý khoảng 600 tấn ngày. Với một cái tổng mức đầu tư là khoảng 1.800 tỷ. Thì hiện nay là chủ đầu tư đang tiến hành triển khai và lập các cái thủ tục có liên quan. Thì dự kiến là khởi công vào tháng 12 năm 2019. Và đưa vào hoạt động là vào tháng 6 năm 2021 với một cái công nghệ chủ yếu ở đấy là đục rác và phát điện. Liên quan đến vấn đề được dư luận khá quan tâm, đại biểu Lưu Đức Hoàng nêu vấn đề tình trạng khan hiếm nguồn cung về cát, giá cát tăng lên rất cao, ảnh hưởng đến việc xây dựng và dẫn đến khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn.
giải pháp của tỉnh Thừa Thiên Huế như thế nào. Thưa ủy quyền của Ủy ban nhân tỉnh, đại biểu Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong thời gian qua, giá cát xây dựng tăng cao, hiện mỗi khối cát có giá từ 400.000 đồng đến 450.000 đồng một mét khối. Nhiều con sông trên địa bàn đã xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép của một số đối tượng. Ngành Tài nguyên và Môi trường cũng như ngành xây dựng cũng đã đưa ra một số giải pháp để giải quyết những vấn đề trên. Để hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hương, sông Bồ và trên địa bàn tỉnh nói chung, Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền. Ủy ban nhân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch số 78 ngày 18/4/2008 về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân tỉnh trong giai đoạn 2018-2019. Trong đó có 7 bãi bồi cát thải sông và một khu vực cát đầm nhằm làm căn cứ pháp lý để tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của luật khoáng sản để có nguồn cung cho nhu cầu vật liệu xây dựng đang tăng cao và giảm giá thành cát sỏi nhằm cân đối cung cầu của thị trường. Các khu vực này đều nằm trong quy hoạch khai thác cát sỏi của địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 định hướng đến năm 2030 tại quyết định số 770 chỉ đạo của huyện Đức Hòa nói trên. Thứ ba là mở rộng mô hình khai thác cát cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho các hộ có phương tiện làm nghề khai thác cát sỏi trong sông có thu nhập chính đáng từ khai thác cát sỏi để tránh tình trạng khai thác trái phép. Ngoài các vấn đề trên, nhiều đại biểu cũng đã tham gia chất vấn về các vấn đề như cải cách hành chính, như chỉ số PCI, PAPI vì sao thấp, hoạt động cho vay tín dụng đen, cầm đồ trên địa bàn, tình trạng nhếch nhác tại bưu điện văn hóa xã, Bệnh viện Trung ương Huế di dời hàng rào để chỉnh trang đường Ngô Quyền. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bùi Thanh Hà. 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng và tham mưu cấp ủy, xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát đề ra. Nhìn chung, phần lớn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra trực thuộc tỉnh ủy đã triển khai chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Số lượng các cuộc kiểm tra giám sát tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã và đang phối hợp tiến hành kiểm tra 3 tổ chức, 8 đảng viên, giám sát đối với 4 tổ chức, 7 đảng viên. Các cấp ủy cấp dưới đã kiểm tra 225 tổ chức đảng và giám sát chuyên đề 170 tổ chức đảng, tăng so với cùng kỳ năm 2018, lần lượt là 40 và 48 tổ chức đảng. Công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng đã cơ bản gắn kiểm tra giám sát đảng viên là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy địa phương. Việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và việc thi hành kỷ luật trong đảng, công tác giám sát thi hành kỷ luật trong đảng và giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc tồn tại trong thực hiện chức năng kiểm tra giám sát và góp ý vào nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó sẽ tiếp tục thể hiện vai trò chủ động tham mưu cấp ủy, triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kế hoạch của năm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ, chủ trọng kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận các cuộc giám sát. Công tác dân vận sẽ tiếp tục hướng về cơ sở, phát huy vai trò của người dân thực hiện giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức vào sáng nay. Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận cơ bản hoàn thành theo chương trình công tác đề ra, việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị và xây dựng các báo cáo đề án về công tác dân vận, phần lớn đảm bảo theo kế hoạch trung ương. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cả cấp ngày càng chú trọng tiếp xúc, đối thoại, trực tiếp nắm tình hình cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc của tầng lớp nhân dân. Phối hợp giữa các đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, quy định triển khai đề án văn hóa công vụ.
Trong 6 tháng của năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu, báo cáo kết quả thực hiện giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận và các đoàn thể nhân dân năm 2019. Hướng dẫn đôn đốc ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế, các đảng ủy thuộc tỉnh ủy và công tác từ kiểm tra giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo dân tộc, tình hình hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Bộ Công Thương vừa ban hành đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Theo đề án, Bộ Công Thương sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, trong đó có sự kiện khuyến mại quy mô lớn với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối trong nhiều lĩnh vực, đồng thời khuyến khích và kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua các hoạt động mua sắm truyền thống, thương mại điện tử và các hình thức khác, tạo ra khác biệt so với các chương trình khuyến mại đơn lẻ do các doanh nghiệp, các địa phương tự tổ chức. Mặt khác, nhằm tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát. Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư nhằm hoàn thành lắp đặt 44 trạm thu phí không dừng trong năm nay. Việc triển khai áp dụng hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí đường bộ là chủ trương phải thực hiện theo chỉ đạo của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, hướng tới sự hài lòng và thuận lợi cho người tham gia giao thông, đảm bảo sự minh bạch. Theo Bộ Giao thông Vận tải, các nhà đầu tư BOT quản lý 40 trên 44 trạm thu phí đã cơ bản thống nhất ký phụ lục hợp đồng với Bộ. Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục đàm phán với 4 nhà đầu tư còn lại nhằm đảm bảo tiến độ ký phụ lục hợp đồng trước ngày 10 tháng 7 tới, nhằm hoàn thành lắp đặt 44 trạm thu phí trong năm nay theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải sẽ đôn đốc chỉ đạo các nhà đầu tư BOT bàn giao trạm đang thu phí cho nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện thu phí không dừng ETC, đồng thời dừng thu phí khi nhà đầu tư BOT không ký phụ lục hợp đồng BOT với nhà cung cấp dịch vụ trước ngày 31 tháng 8 năm 2019. Thưa quý vị, cảng Chân Mây là một trong 46 cảng biển được Hiệp hội Du thuyền Châu Á lựa chọn xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền ở khu vực Đông Nam Á. Với sự có mặt của hàng loạt các tên tuổi thế giới trong thời gian qua, cảng Chân Mây đã khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, để thực sự khai thác tốt cơ hội phát triển này thì Thừa Thiên Huế vẫn còn nhiều việc phải làm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với sự xuất hiện thường xuyên của các hãng tàu du lịch hàng sang như Royal Caribbean, Celebrity Cruise, Tour Cruise, Costa Quarry, Viking Ocean Crew, đã phần nào khẳng định giá trị thương hiệu của cảng Chân Mây trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Theo thống kê tại cảng, từ năm 2015 đến năm 2018 đã có 163 lượt tàu du lịch cập cảng, đón 414.576 lượt khách từ nhiều quốc gia trên thế giới. Mức tăng trưởng khách bình quân hàng năm trên 35%, mức tăng trưởng về doanh thu dịch vụ tàu khách trên 30%. Dự kiến năm 2019, cảng sẽ đón khoảng 125.560 lượt khách và thuyền viên. Riêng Sài Gòn Tourist, từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, sẽ khai thác và đón khoảng 19 chuyến tàu du lịch với khoảng 60.000 lượt khách đến cảng Chân Mây. Trước mắt, những lợi ích kinh tế từ đón tàu khách mang lại cho doanh nghiệp chưa thể so sánh bằng lợi ích khai thác tàu hàng. Tuy nhiên, cũng đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương. Do vậy, những năm qua, cảng Chân Mây tập trung đầu tư cho lĩnh vực tàu du lịch. Chúng tôi đã nâng cấp các nhà bán hàng lưu niệm và chỉnh đốn lại các cơ sở hạ tầng, vệ sinh mặt bằng bến bãi, cũng như là chỉnh trang lại các hạ tầng kỹ thuật của cầu cảng để đón những cái tàu khách cỡ lớn. Chúng tôi xây dựng thêm các trụ neo để đón những cái tàu biển cỡ lớn, ví dụ như cỡ tàu cỡ Ocean of the Sea, và cũng giống như là cỡ các cái cỡ tàu Ocean of the Sea, những cái cỡ tàu lớn của cái hãng Royal Caribbean. Cho đến nay, Chân Mây vẫn chưa có cảng biển chuyên dùng để đón tàu du lịch, nên vừa phải đón tàu hàng, vừa đón tàu khách. Cơ sở hạ tầng tại đây chưa thể đáp ứng nhu cầu đón khách như thiếu nhà ga hành khách và vị trí đón khách riêng biệt, dùng chung lối đi với tàu hàng. Chưa có đê chắn sóng để đảm bảo cho tàu xuất nhập cảng khi thời tiết xấu. Lượng khách qua cảng đi tham quan du lịch Huế chưa nhiều, chưa đáp ứng các dịch vụ phục vụ cùng lúc cho lượng lớn khách du lịch tàu biển tại cảng và những điểm đến tham quan du lịch của khách. Vấn đề quy hoạch về giao thông
thì nó phải đảm bảo được đối với vòng du lịch, cái khách du lịch tàu biển là cái thời gian đi tour người ta không có nhiều, người ta đi trong vòng vài tiếng đồng hồ người ta trở lại tàu. Cái vấn đề thứ hai là ở các cái điểm đến cũng là có những cái môi trường tốt hơn, dịch vụ nó phải tốt hơn, đặc biệt là phải có những cái trung tâm mua sắm ở đây, phải có những cái sản phẩm hàng hóa mà nó phù hợp với lại từng cái dòng đối tượng khách. Làm thế nào để thu hút những du khách hàng sang này từ cửa ngõ Cảng Chân Mây lên thành phố Huế tham quan và mua sắm, đưa những thông tin du lịch về Huế đến với khách du lịch tàu biển, đồng thời làm sao phải có những dịch vụ quy mô chất lượng để phục vụ khách, để Huế thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, tăng nguồn thu từ đối tượng du khách tàu biển. Đó là những trăn trở của những nhà quản lý làm du lịch. Để tạo điều kiện tốt hơn trong công tác đón khách bằng du lịch tàu biển thì theo chúng tôi thì đường vào cảng thì cũng phải cần được nâng cấp, cũng nên có một cái quy hoạch, một cái vị trí đổ xe ở phía bên ngoài trong khu vực cổng cảng để tạo điều kiện an toàn, mỹ quan. Đề nghị là bên phía ban quản lý khu kinh tế là cũng sớm hoàn thiện đê chắn sóng để tạo điều kiện an toàn và các cái tàu khách có thể là không phải bị hủy chuyến do thời tiết. Khách du lịch tàu biển hiện nay là ở các cảng và các ở cả địa phương gặp cái sự cạnh tranh rất là lớn ở trong khu vực. Cho nên là tôi nghĩ là đối với lại Thừa Thiên Huế thì cần phải đầu tư đa dạng hóa nhiều cái dòng sản phẩm du lịch hơn nữa để đáp ứng ngày càng cao đối với cái dòng du khách này. Cái dòng khách châu Âu hiện nay đang trở lại với Huế là một cái tín hiệu rất là tốt và một cái rất là phù hợp, và đây là một cái cơ hội để cho Huế phát huy được cái mảng kinh doanh du lịch của địa phương mình. Giải pháp để đưa hình ảnh Huế đến với du khách tàu biển là nghiên cứu xu hướng nhu cầu của du khách để tạo ra những sản phẩm mới hấp dẫn, mang đến sự hài lòng cho du khách, đồng thời quảng bá du lịch Huế qua các kênh quốc tế, tham gia các hội chợ du lịch tàu biển thế giới. Chất lượng dịch vụ phải được quan tâm hơn khi phục vụ đối tượng khách đã có rất nhiều trải nghiệm và yêu cầu cao. Cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, dịch vụ mua sắm, giải trí, đặc biệt là đầu tư đồng bộ, hiện đại, hạ tầng kỹ thuật để phát triển khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương. Hiện nay, cảng số 2 đang được tập trung đầu tư, khoảng năm 2020 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 để đưa vào hoạt động, dự kiến sẽ đón lượng tàu cập cảng tăng gấp đôi hiện nay. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Chiều qua, Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức lễ tốt nghiệp bác sĩ y khoa hệ chính quy khóa 2013-2019. Có 781 sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong đợt này, trong đó khóa 2013-2019 có 59 sinh viên đạt loại giỏi, chiếm 7,7%, 526 sinh viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 68%, 180 sinh viên loại trung bình khá, chiếm 23% và 1 sinh viên đạt loại trung bình. Khóa tuyển sinh 2012 có 13 sinh viên đạt loại khá và 2 sinh viên đạt loại trung bình khá. Đây là những sinh viên đã tham gia chương trình đào tạo 6 năm với tổng khối lượng kiến thức là 91 học phần. Các sinh viên đã không ngừng được tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, tham gia cả hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hoạt động xã hội khác. Nhiều sinh viên đã tham gia vào đội thanh niên tình nguyện phục vụ công tác y tế xã hội cho nhân dân vùng sâu, vùng xa trong các kỳ nghỉ hè. Có không ít sinh viên được công nhận đối tượng đảng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà trường đã xét chọn và khen thưởng 25 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 36 sinh viên tốt nghiệp loại khá có nhiều thành tích trong học tập rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Theo tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 6, các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục đã tiến hành kiểm tra trên 18.800 xe, trong đó có 2.160 xe vi phạm, tước 750 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước trên 24 tỷ đồng. Theo Tổng cục Đường bộ, các xe vi phạm và bị tước giấy phép chủ yếu hoạt động trên các quốc lộ và một số tuyến đường tỉnh nơi có các mỏ vật liệu xây dựng, dự án xây dựng, san lấp mặt bằng, nhà máy xi măng, khu công nghiệp. Để ngăn chặn tình trạng trên, Tổng cục Đường bộ kiến nghị các địa phương tiếp tục củng cố lực lượng, duy trì hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe để thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe phù hợp với tình hình xe quá tải trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với các cảng kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng giấy phép lưu hành xe giả, sử dụng xà lăn để đưa hàng siêu trường, siêu trọng ra khỏi cảng, lưu thông trên đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Công an đã công bố dự thảo lần 2 thay thế cho Thông tư 54 năm 2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
để trưng cầu các ý kiến đóng góp của người dân trong vòng 2 tháng. Dự thảo thông tư này có nhiều điểm mới so với thông tư ban hành năm 2009 về công khai các hoạt động của cán bộ chiến sĩ công an. Tuy nhiên, nội dung về quyền giám sát của người dân đối với lực lượng thực thi công vụ vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Bên chiều nào, anh đừng phương tiện đấy. Tôi đang tuần tra lưu động mà. Anh đang đi bên kia đường. Những hình ảnh này được người dân quay lại trong quá trình tiếp xúc với lực lượng cảnh sát giao thông, sau đó đăng lên các trang mạng xã hội. Bắt lại luôn. Nhiều người cho rằng việc quay phim, chụp ảnh, ghi âm là một cách để họ giám sát quá trình thực thi công vụ của lực lượng chức năng một cách khách quan. Nếu mà cái thái độ cảnh giao thông có vấn đề, mà thực trạng ấy tớ nghĩ là không thiếu. Nếu mà có vấn đề thì tớ vẫn phải xin phép giao thông, tớ quay ghi âm, ghi hình, chụp ảnh lại để thể hiện là bằng chứng là mình ok, mình tớ không có lỗi gì cả. Mình nghĩ rằng là cái việc mà người dân thực thi cái quyền giám sát của mình như bạn nói bằng cách là quay phim, chụp ảnh thì nó cũng làm chính cái lực lượng cảnh giao thông nó phải chỉnh đốn lại tác phong của mình và làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình hơn. Tuy nhiên, với dự thảo mới so với thông tư 54 năm 2009 đang hiện hành thì điều khoản quan sát, phát hiện hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân khi làm nhiệm vụ ở trụ sở, nơi làm việc hoặc trên tuyến đường hay trên các phương tiện giao thông đã bị lược bỏ. Và đây cũng là điều khiến cho người dân hiểu là họ không còn quyền giám sát lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Nhưng tôi e rằng là một số người dân trong xã hội bây giờ họ không hiểu được cái quyền của họ và họ cứ nghĩ rằng là phải được quy định trong dự thảo thì họ mới được quyền. Tôi nghĩ rằng là cần cụ thể hóa cái điều luật đó trong dự thảo tới. Mà dẫn đến là gì? Những cái người mà họ tức là họ không muốn bị giám sát ấy, họ sẽ viện dẫn quy định này và họ cho rằng là trong luật thì không quy định ông được quyền giám sát, được quan sát tôi, được quyền quay phim ảnh tôi. Đó, họ sẽ nói như vậy. Và ông chỉ được phép thực hiện các hình thức quy định trong điều 11 thôi. Đấy là những người mà họ có xu hướng như vậy. Đấy. Còn những người khách quan, trung thực và họ làm việc công khai minh bạch ấy, thì họ chẳng ngại gì cả. Trên tinh thần của hiến pháp, công dân được làm những điều pháp luật không cấm. Vì vậy, các chuyên gia đều cho rằng cần nghiên cứu để đưa vào dự thảo những quy định rõ hơn về cách thức, hình thức giám sát. Như người dân có thể quay phim, chụp hình, ghi âm khi cảnh sát giao thông thực thi nhiệm vụ. Bởi nếu quy định không cụ thể rõ ràng sẽ gây ra những cách hiểu thực thi khác nhau ở mỗi địa phương. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên có ý kiến để cơ quan thẩm quyền sẽ điều chỉnh làm sao nó rõ ràng, minh bạch và đơn nghĩa hơn. Có hai cách. Một là tôi cho rằng có thể giữ quy định hiện hành tại thông tư 54. Hoặc là gì? Có thể thay đổi cũng được. Nhưng ngoài bốn cái quy định vừa nêu đấy, chúng ta có thể là áp dụng gì những cái biện pháp khác được hợp pháp chẳng hạn, yeah, bổ sung thêm cái điều khoản như vậy để gì người dân có thể vận dụng, ta làm rõ nó hơn ra, làm rất chi tiết ra. Nếu được quay, được ghi thì ghi trong khoảng cách bao nhiêu, ai ghi, ghi vào thời điểm như nào và mục đích cái quay cái ghi nó làm gì, chứ không phải để phát tán, để bôi nhọ, để gây ra những cái bức xúc khác. Không được ban hành văn bản pháp luật đa nghĩa là một trong những nguyên tắc xây dựng luật. Và với trình độ hiểu biết pháp luật của người dân hiện nay, rõ ràng việc cụ thể hóa các quy định trong thông tư là điều cần thiết và phải làm trước khi triển khai vào thực tế của đời sống. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.